Em thì em đã lựa chọn cho mình được một chai nước hoa mà em thích nhất, đó là chai nước hoa này, có tên là Rose Hearn. Thì thật ra là em là một người không quá là am hiểu về nước hoa, thế nên là khi mà em ngửi những cái mùi nước hoa mà nó mang cái hương hoa ấy, thì em cảm thấy nó khá là na ná nhau. Tuy vậy thì khi mà em ngửi cái mùi này thì em lại thấy nó rất là khác biệt. Tại vì lúc mà em ngửi lần đầu thì em thấy nó mang một cái mùi khá là mạnh, nhưng mà càng về sau thì nó lại thoang thoảng và nó gợi nhớ cho em đến nước Pháp ấy. Và nghĩa là nó vừa có một chút thanh lịch nhưng mà lại vừa có một chút quyến rũ. Thế là em cảm thấy là em ấn tượng nhất bởi cái mùi hương này.